Bye cô đi. Rồi, một xe luôn cả nhà ơi. Rồi, bây giờ đi về nha. Rồi đi con, đi ra ngoài tính tiền. Let's go. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì hai mẹ con em sẽ đi chơi. Ba mẹ con sẽ đi chơi. Okay, chỉ nhìn em nói chuyện kìa. Nhìn mẹ nói chuyện dữ vậy hả? Rồi bây giờ thì hai mẹ con sẽ đi ra bến xe buýt để đón anh hai, vì ngày hôm nay anh hai có một cái buổi học á, bằng phải một buổi học nữa mà anh hai sẽ học vài tuần nữa, cho nên sáng 7 giờ là anh hai sẽ ra xe buýt và 12 giờ là anh hai sẽ đi về. Cho nên bây giờ mẹ con sẽ tranh thủ đi ra xe buýt để đón anh hai về, rồi xong rồi chở anh hai đi chơi luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo chân hai mẹ con em nha. Nè con, hai cô chú đi. Hai cô chú đi. Em rất là thích cái con khỉ. Con khỉ cho đó, con khỉ nè. Mới đưa cho em chơi con khỉ thì em lại không chịu, nhưng mà cầm chung với cái chìa khóa thì lại chịu. Đó. Mấy bữa thì em lấy con khỉ em đưa riêng cho cầm á, thì cầm một lát cái nó rớt á mọi người. Nó rớt rồi mất tiêu rồi. Không thấy. Cái xong cái bây giờ thì cầm vậy đó. Giờ cầm vậy thì chịu thì chơi. Rồi, ok, mời cả nhà cùng theo chân mẹ con em nha. Let's go. Rồi anh hai về tới rồi nè. Xuống. Bye cô đi. Bye. Rồi lên xe. Mở cửa ra, lên xe. Mở cửa ra. Cô bác đi về rồi. Mở cửa. Đi ở đâu? À, đi cô bách đi về trường học rồi. Rồi ngồi xích vô, ngồi xích vô. Con lên trên ngồi đi để mẹ đút em bú cái xong rồi mình đi ha. Ok. Dạ. Hả? Đi dạ. Đi chơi. Mẹ chở đi đi công viên chơi, ok? Đi với Hannah à, ha. Giờ chạy qua rước Hannah à, nha. Rước Hannah. Ok. Hannah với mẹ với chú Hùng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, em bé nha. Em bé bú xong rồi đi nha. Chị ấy nè. Chị ấy coi điện thoại khoái lắm. Khoái coi điện thoại lắm nè. Rồi coi đi coi. You know this. Mặt à. H-H-A, you know this. L-O-E-O-E. Chỗ ta làm gì? Do từ nãy giờ đi công chuyện giấy tờ đó mọi người, cái xong cái hết thời gian luôn rồi. Bây giờ mẹ con sẽ đi về. Em ghé vô em mua Milky cho Henry uống cái, tại vì sáng giờ nó đi học về cái chở nó đi công chuyện luôn, tới giờ này chưa có cho em ăn gì hết trơn á. Cho nên thôi ghé vô mua Milky xong rồi hai mẹ con sẽ chạy về. Tội nghiệp anh hai. Chạy về ghé chợ mua đồ ăn về nấu ăn cho anh hai. Rồi, mời cả nhà cùng đi mua trà sữa cho hai mẹ con em nè. Con ăn gì đó anh gì? Đói bụng không? Ok, mua Milky nha. Vô mẹ mua cho con một ly Milky rồi mình đi về, ok? Mở cửa cho mẹ đi. Một bên thôi. Bốn rồi, một bên ạ. Mạnh ạ. Yeah, thank you. Hi. Lấy cho mình một ly trà sữa brown sugar. Mình muốn là Milky Black Milky hay là Cocoa Wow. Cái loại mà trắng á, cái loại này vậy ta. Đây là chỉ có sữa thôi đúng không? Không, có là Milky đúng rồi. Dạ. Thì mình là muốn có trà đen, trà xanh hay là trà ô long. Ô long đi. Mình dùng sai gì ạ? Sai lầm. Brown sugar pour vào. Đúng rồi. Vậy mình đường bình thường. Ít đường chút. Dạ, em có 70, 50 với là 30. 70. Nhìn như thế nào? Rồi, xong. Dạ, mình có một ly lớn hơn không? Như ly của Brown sugar qua bu và những lấy xíu. Rồi. Đang ở trong khu Fuji.
Kung Fu Chi nè, ở đường Annandale nè cả nhà. Thường là ta sẽ mua backup nhiều hơn. Ở Việt Nam mình thì họ sẽ vô trong đây họ ngồi họ uống, nhưng mà ở đây ta bận á, đa phần là ta sẽ mua về. Dễ thương không? Mấy cái sticker dễ thương quá ha. Ủa mấy cái logo, cái logo này mắc tiền lắm nè. Kinh ha, so cute. Dạ đứng đây đợi nha con. Đâu không phải cái đó. Là cái này nè. Em bé ơi. À. Em bé nhìn gì đó. Lát cho em bé Miu Chi uống nha. Ok. Này Miu Chi nè, thấy không? Này Miu nè. Miu nè, xí. Rồi, nghiêm vô. Nghiêm vô. Thế đó bự quá lắm mà. À. Gắm vô đi con. Gắm cười, gắm ông hút vô đi. Mạnh nè, mạnh. Mạnh, 1 2 3, mạnh. Đúng rồi. Mạnh nó mới lủng đi. Ừ, đừng có ngoại gì. Ngoại gì nó gắt đúng không? Rồi đâu uống rồi. Uống cho cô chú coi nè. Chảy sữa ra ngoài kìa nè. Rồi, uống. Không, không uống chảy sữa. Đi ha. Rồi hết rồi. Rồi uống đi. Hút mạnh nè, coi chừng đổ vô áo. Đó thấy chưa? Mới nói giật cầu. Rồi, đâu? Miu Chi của con đâu? Cho mẹ miếng kìa. Uống thử hơn ngon không? Ngon quá. Uống đi. Uống đi để đó bụng. Uống đi. Ok. Ngon ha. Rồi. Rồi đi về. Cho nên giá chợ mua mấy hộp sữa xong rồi mới đi về nghe cô chú nha. Bữa nay tính đi công chuyện chở hai anh em đi chơi mà tới cuối cùng ra không có kịp, không có đủ thời gian. Tính là vô làm giấy tờ xong chút xíu à, ai về đâu nó trục trặc giấy tờ, cái phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Lấy cái xe con, kéo cái xe ra ngoài, kéo cái xe. Chị đứng đây với em nè. Đứng đây với em đi. Rồi đi. Go. Tới luôn. Ở đây trong chai mình bán Jerry 2 đồng mấy, thao mà trái là trái nó cần cành sô tố, cành sô tố luôn. Mình xuống đây mình lấy sữa. Đây là bát thuốc, bát thuốc ở đây thuốc về 15. Quen thấy rồi.
Cái cây cho em mà lịn, em mà lịn thích ăn, ăn chuối. Chuối này nè, ngon mọi người. Loại này ngon. Đây coi. 1 đồng 49. Anh hai đang chơi với em à. Dễ thương không? Bà nhỏ thích chơi với anh hai lắm. Giỡn cả khắc. Nhiều khi anh hai không có rảnh chơi cái là cũng kiếm. Kiếm dồn ngó. Có anh hai ở đâu để đu đeo theo. Ở nhà hết cái này rồi, để mua cái này thêm. Cái này là gạo lứt. Ở ngoài cái này gạo, còn này là yến mạch. Yến mạch. Nè. Thôi mình lấy yến mạch đi. Ở nhà hết bánh mì rồi, giờ đi lấy bánh mì. Ủa bánh mì này ngon lắm nè mọi người. Cái loại này ngon lắm nè. Nó đặc ruột. Cái loại này loại gì đây? Cái loại này là loại nguyên cám. Bánh mì nguyên cám. Baby mình thích ăn cái loại này nè mọi người. Ngon lắm, cái bánh này nè, bánh mì này nè. Mình lấy cái loại này đi ha. Loại này với loại này giống nhau hay khác nhau chỗ nào trời? Ồ giống nhau. Ok, để lấy bịch. Cái bịch này đi. Cái này 5 đồng 29 một bịch. Bánh mì sandwich. Bánh mì sandwich với đây cái loại mà mình hay ăn nè. Đây. Đó này, quên không. Ở này mới đúng nè. Đó, cái loại này mới đúng nè. Cái này là ăn để kiểu một ít tinh bột của người. Đây diet đúng á, ăn healthy. Đó. Cái này, lấy một bịch này. Nhà mình ăn bánh mì cũng nhiều lắm, nhà sáng nào cũng đi em cầm, em muốn cầm nè. Đó, đã quá. Em bé thích cho bù lắm nha. Đi. Rồi, đi xuống dưới kia lấy sữa. Lấy mấy bình sữa rồi, nhà hết sữa rồi. Đi, dầm xuống, let's go. Lúc đầu không có quen uống sữa, uống nó trọt ruột, trời ơi, nó chạy thấy bà luôn. Còn bây giờ quen rồi uống cũng đỡ, nó không có bị chọc ruột cũng đỡ. Ok rồi, cái hiệu sữa này uống ngon lắm mọi người. Các bạn, sữa này uống ngon nè. Cái này là hiệu là của Thailand. Lấy cái loại này đi. Màu tím này có khác ha. No đức vị. Cái loại này đi, bữa nay thử cái loại này coi. Ok, lấy 2 bình. Giờ mình sẽ ghé lấy siro thêm vài bịch để về cho Henry ăn. Ồ, cái chuối đó, hôm nay chú nhìn dễ thương quá ha. Lấy siro cho Henry xong rồi mình sẽ ghé quẹo qua bên cái quầy lobster đó mọi người. Không phải lobster, cua tuyết đó mọi người. Giờ mình ghé quầy đậu nè mọi người. Đây nè, cái đậu này cho các bạn coi nè nha. Cái đậu này mình làm chè, mà chè Thái cũng được, hoặc là chè ba màu hay gì đó. Mình không cần luộc đâu nha. Mình bỏ vô mình ăn rất là ngon luôn. Bùi cái béo, tại vì người ta đã hầm sẵn rồi. Mình chỉ cần bỏ vô xong cái mình rửa lại thôi. Rửa đi cái muối mà họ ngâm trong đó. Nó không có ngon. Mình rửa đi thôi. Cái xong cái mình bỏ vô cái phần chè. Trời ăn ngon lắm các bạn. Lon này mắc lắm ha. 2 đồng 89 một lon mà nó không có rẻ đâu nha mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy đậu đậu trắng này với một cái đậu đỏ. Đâu rồi? Nãy mình mới thấy cái lon đậu đỏ nó mất tiêu. Đây nè, cái lon đậu này nè. Ngon lắm các bạn, cái lon đậu này nè. Đậu này đậu đỏ của xì hay gì không biết nữa. Mà cái hộp nó bự lắm nha. Nó to vậy nè, nhai đã lắm, bùi đã lắm. Rồi, bây giờ mình lấy thêm mấy lon nữa rồi mình về nha. Rồi bắt đầu mình ra mua profit chứ, quên nữa. Chưa có về được, phải ra mua profit. Nè, cái này là xúc xích nè mọi người. Mình thích ăn cái loại, mấy loại này. Ăn cái, có cái loại mà nó bỏ cái lá gì vô á, ăn nó thơm thơm mọi người. Còn mình không biết cái lá nó gọi là tên gì, mà cái lá nó giống như là giống thì là, cái mùi nó nặng giống như mùi thì là vậy các bạn. Nè, cái này heo, sườn heo. Hay là 49 một pound. Hay là 49 cũng được thôi chú, không có rẻ, chưa có sale nha. Đùi
đùi heo này nhiều khi lâu lâu họ sale á, con cục có 10 đồng mười mấy đồng mà bây giờ thì chưa có sale lắm nè, nhưng mà cũng là 1 đồng 49 thao này, 5 thao máy nè. Cái này mình lên cái app của họ đó, cái mình cộng cái cúp bông vô thì mình sẽ được giảm 1 đồng 49. Với hôm nay có T-bone steak, nó cũng giảm giá, còn có 5 đồng mấy không? Trà này nó bự không? Cái lửa bắn lịch còn bự đó. Nè 5.99 thao này ha, mình xếp được mấy chục sen. Có nhiều đợt mà chưa có sale thì nó là mười mấy đồng một thao. Cái này hơi nhỏ nè. Cái bịch này ok nè, cái bịch này thấy được nè. Bịch này càng hơi to to. Đây là cái này đi. 31 đồng mọi người. Bịch này 31 đồng. Mua một bịch. Ok. Càng mà nó đều đều, nó mập mập. Đây nè, càng nó bự. Có đợt mà nó nhỏ là nó nhỏ hết trơn, nó đều hết trơn. Mua về ăn lễ được. Ây da. Đây có cua làm sẵn mọi người, nấu nè. Mình chỉ cần khui ra cái mình ăn thôi. Cái loại này thì là vừa bắt lên là xong, người ta luộc liền, hấp liền. Đó, xong rồi ta cho vô hộp. Cái này là 24 đồng 90 mấy. Như vậy vẫn mắc nghe các bạn. Vẫn mắc 4 đồng 49 thao, mắc. Đi con, lấy vô. Lấy cái xe qua đây. Để mình kiếm thịt bò. Để xuống đây kiếm thịt bò. Dạ. Bự quá, ai vậy, qua đẩy em nè, đẩy xe lại cho mẹ. 1, 2, 3, mua 3 bịch luôn về ăn. Ăn rồi xong mà để dặn. Lâu lâu nó giảm nha mọi người, ăn lâu ăn gì cho nó đã đi. Quay thịt bò đâu ta. Sao nó nói T-bone steak nó giảm giá mà. Ờ đây nè, đây nè. Đây, T-bone đây. Có giảm rồi trời. Này thịt heo. Lộn rồi. Đây. 8.99 thao nè. Sao nó mỏng nhánh vậy? Cắt gì mỏng nhánh vậy? Nè, có nguyên vàng này nè, 8.99 thao, cái này 10 đồng. 9 đồng chị. Mấy cái T-bone này mình nó hơi mỏng gì thì ăn nó là không ngon nha. Mình thấy ông xã mình mua mấy loại mẹ cái gì vậy á là làm ngon á. Cái này đu bò nè mọi người. Ủa này sườn bò luôn. Này sườn bò nha. Cái dĩ này nhiêu đây? Dĩ này 13 đồng, 8.99 không? Đây 13 đồng. Mua 2 cục như vậy là nấu một nồi chà bá luôn, nồi đu bò hầm sa tế hay gì đó cũng được. Cái này 6.99 không? 6.99 không? Là cái nào ta? Cái này. Đúng không? Này 11 đồng không? Ủa vậy cái nào sẽ hợp với dính gì vậy? Coi lúc mà mới qua mình chưa biết coi giá ha, mình mua lộn hoài các bạn ơi. Mình lấy này thảnh kia không à. Rồi, một xe luôn cả nhà ơi. Rồi, bây giờ đi về nha. Rồi đi con, đi ra ngoài tính tiền. Let's go. Quay qua, qua bên đây nè. Hồi nãy em đi, em đo, em đứng em nhìn mấy cái thịt bò đó, em quên cái máy quay, em bỏ máy quay thở cái quay đó luôn. Cái đi ra tính tiền đứng một hồi, quên, không nhớ luôn cả nhà. Cái xong cái tới lúc thiệt nhớ lại chạy thấy muộn nội luôn. Ok, đó rồi. Trời ơi,
nặng muốn chết luôn bởi vì anh chị nó đẩy không nổi. Một xe luôn nè mọi người, 4 lon, 4 thùng nước ngọt. Lâu lâu nó cứ mãi vậy, mình mua vậy mình sử dụng cho nó đã. Ok. Go. Ai đụt, đụt ai ta ta ta. Mua mấy con cua mà hết cả 100 đồng mọi người, 3 vịt đó 90 mấy đồng với nước ngọt nữa 100 mấy luôn, rồi đồ ăn em bé nữa. Mua cái phần cua không là hết 90 mấy đồng á các bạn, luôn thuế rồi luôn hết 90 mấy đồng, quá trời luôn. Ăn ta nói cái miệng ăn quá trời ăn 90 mấy đồng. Rồi từ từ nha, từ từ thôi lên nha, thôi lên, thôi lên nha. Ok, đợi chút xíu. Rồi lên xe nè. Con dán cái cục tức đúng rồi, dơ lắm cho nên ăn uống cái gì phải cột lại để thôi nó dơ, hiểu không? Rồi giờ mày trở về nha. Thôi đi chở hết 200 mấy thôi, 300 đồng mắc quá cho mày. Rồi thôi đi về, lên cung.